À, xin chào các bạn. Thì hôm nay thì Nhân sẽ thanh lý cái máy một máy bọ anh chị. Đây là máy bọ Pro anh chị. Này là EK430C nha anh chị. Đó. Thì máy này mình có thể chỉnh được nhiều cái chức năng bọ anh chị. Mình chỉnh được bọ dài ngắn nè và chỉnh được tốc độ nhanh chậm của máy ha. Thì hôm nay thì Nhân sẽ thanh lý. Nhân chọn một rất là nhiều bọ nha anh chị. Thanh lý giá rẻ cho anh chị em mình sử dụng ha. Và thầy thợ nha anh chị. Đó, máy bọ 340C này. Đó, bộ chân bàn nguyên một bộ như thế này ha. Giá tốt cho anh chị mình ha, khi mình muốn sử dụng. Đây thì chuyên về những cái mà loại như là kaki quần rin anh chị. Đây, đóng là con bò rất là đẹp luôn nha. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Mình có thể chỉnh được bò và dài ngắn luôn nha anh chị. Nó có nhiều chương trình là B1, B2, B3, B4 nha anh chị. Đó. Máy này thì anh Nhân sẽ để cho anh chị mình giá tốt và giá hữu nghị nha anh chị. Anh chị mình có nhu cầu mà tham khảo hay là test máy trực tiếp thì cứ tới địa chỉ 512 trường xe một đường trên nha. Đó, giá thầy nợ luôn nha anh chị. Giá tốt anh chị ha. Rồi, bây giờ Nhân sẽ vô những chương trình như là B1, B2, B3, B4 cho anh chị xem ha. Rồi thì Nhân sẽ đã cài đặt và setup sẵn rồi. Bây giờ là Nhân đa chương trình chạy chương trình B01 à, B1 nha anh chị. Đó. Đây. B1 là số 14 ha. Đây. Là cái chiều X này á, là chiều dài của con bọ này nha anh chị. Này, đây là chiều dài của con bọ nè. Và tiếp tục Y á, là cái khoảng cách rộng của con bọ này nha. Và tiếp tục dưới đây á, anh chị thấy chỗ này ha, nó có một cái dòng mũi tên này. Và từ thấp lên cao, đây là hiện tốc độ nhanh chậm của nó nha. Và cái số đây là số lượng điểm của nó anh chị. Đó. Rồi khi mà mình muốn sử dụng á, là mình bấm về cho nó ngay ngón tay này mà mình sử dụng ha. Và khi mà anh chị mình muốn đổi chương trình hay gì đó, anh chị mình bấm F dùm Nhân cái là nó khi mà mình để vô là mình không có sợ là mình đặt luôn nè. À, nó kim nó không chạy ha. Và nó chỉ chạy cái bộ chuyên dịch này thôi. Đây. Anh chị thấy không? Kim nó không chạy ha, để mình canh và di chuyển cho nó đúng. Để khi mà mình canh mà chưa đúng á thì nó sẽ đấm vô cái cắm vô cái chuyên dịch này nó sẽ gãy kim ha anh chị. Đó, mình kiểm tra ok hết xong mình bấm tắt nút test. Đó, mình đạp chạy. Đó anh chị thấy không? Rất là tiệm tò luôn nha. Máy cực kỳ liệm luôn nha anh chị. Khi mà anh chị test máy trực tiếp á, anh chị nghe tiếng máy rất là đầm và chắc nha anh chị. Rồi, bây giờ sẽ nhân số vô B02 ha. B02 là chương trình nhân đề số 9 nè. Nó còn bộ nó hơi ngắn hơn nè. Và để đánh cho mình là những con lương để mình sở dịch ha. Bây giờ nhân sẽ test cho anh chị nha. Đó. Anh chị thấy không? Này B01 của mình nó rất là dài ha. Và B02 của mình nè. Đó, chương trình thứ 2 nè. Và Nhân sẽ để qua chương trình thứ 3 nha. Là Nhân đã để số 13 ha anh chị. Đó, anh chị thấy có rõ không? Hình nó trời nó hơi chói chói ha. Rồi, đạp rồi. Đó, sẽ nhặt hơn anh chị. Và nó nhỏ hơn. Bây giờ Nhân sẽ mở cái khoảng cách này cho nó rộng hơn nè. Nhân sẽ hướng dẫn luôn. Bây giờ mình đang chương trình số 13 nè. Chương trình B03 và vô số 13 ha. Giảm xuống, cho có Y. Y đang 2 chấm nè. Bây giờ mình tăng lên ha. Đây, Nhân sẽ để cho 3 chấm cho anh chị xem. Đây. Anh chị thấy nó rộng hơn không? Đó, cái khoảng cách này nó rộng hơn nè. Đó, mình có thể điều chỉnh rất là nhanh luôn nha anh chị. Đó. Và B04. Đây, B04 Nhân để số 17 ha. Rồi, bây giờ Nhân sẽ test nè. Đó, cái con bò mình sẽ dài hơn nha. Và nó mập hơn nữa nè. Đó, bây giờ Nhân sẽ để cho nó ốm lại xíu ha. Đây, Nhân sẽ cho nó ốm tầm khoảng cỡ 2.5 đi. Đấy ra, nó được chưa? Đó. Anh chị thấy không? Ở trên nè, ở dưới là cái con mập cho bá luôn nè. Con này con ốm nè ha. Đó, theo Nhân là con đó là cỡ vừa rồi. Thì anh chị mình có đóng những cái hàng kaki, quần jean đó, hoặc là ba lô túi sách giày da dép ha, thì cứ liên hệ bên công ty Nhân sẽ được hỗ trợ cho anh chị mình về giá rất là tốt nha anh chị, giá và có bảo hành cho anh chị luôn nha. Và anh chị mình muốn không có bảo hành thì cũng vẫn có luôn nha. Đó, và anh chị mình muốn xem máy trực tiếp qua thử máy đó các anh bạn nha, thì địa chỉ là 512/1 Trường Chinh, phường 14 quận Bình Thành, Thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Đó, anh chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên công ty Nhân sẽ được hỗ trợ cho anh chị về giá rất là tốt luôn nha anh chị, thanh lý nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn.